Ok, tiếp tục câu thứ 3 nhé. Đề bài này. Hai tiết điểm dao động điều hòa có nhiệt độ x1, x2 phụ thuộc vào thời gian được biểu diễn như đồ thị hình bên. Đồ thị đây. Thời điểm lần thứ 69 hai vật cách nhau 2cm là bao nhiêu? Đấy. Thế giờ ta quan sát đồ thị này. Được chưa? Chất điểm 1, chất điểm 2 cùng biên độ 4cm, cùng tần số và khác pháp ban đầu. Đây, nhìn thấy thời điểm 0 này, một thằng có đi độ tăng này, một thằng đi độ giảm xuống này, tức là phải khác pha nhau. Nếu mà cùng pha nó sẽ chập thành một đường. Đấy. Bây giờ ta quan sát đồ thị có gì đặc biệt này. Ta ở thời điểm T bằng 0 này, được chưa? Và thời điểm 3 giây này, ta nhìn vào cái đường này, chỉ nhìn đường này nhá, quên cái thằng kia đi. Nhìn đường này này, đấy. Ta cảm giác cái đồ thị nó bị lặp lại đúng không? Đấy. Mà đồ thị lặp lại tức là chỉ sau n lần chu kỳ. Và trong đây là một chu kỳ, được chưa? Vậy ta suy ra chu kỳ bằng 3 giây. Hay ta có cái cách suy luận khác như này này. Đấy. Thời điểm giữa hai lần liên tiếp hai chất điểm gặp nhau là nửa chu kỳ đúng không? Từ đây đến đây gặp nhau đúng không? Hai đồ thị cắt nhau tương hai chất điểm gặp nhau. Từ đây đến đây nửa chu kỳ này, T trên 2 này. Xong từ đây đến đây nửa chu kỳ tiếp này, T trên 2 nữa này. Vậy từ đây đến đây là một chu kỳ đúng không? Suy ra chu kỳ 3 giây. Đấy, ta có thể lý giải cách nào thì tùy. Bạn nào quen cách nào thì làm cái đấy. Vậy xem một chu kỳ 3 giây. Hai cùng tần số đây là T bằng 3 giây. Được chưa? Tiếp tục ta nhìn thời điểm tiếp theo, đặc biệt tiếp theo này, thời điểm 2,5 giây đúng không? Đầu vào cho ta đúng không? Thì cái đường 1 này này, chất điểm 1 này này. Đấy. Tại thời điểm 2,5 giây nó có ni độ bằng 0. Đấy, ni độ bằng 0 này. Và nó có xu hướng tăng dần lên. Đấy, được chưa? Thế ta vẽ được trục lượng giác ra thôi. Thời điểm 2,5 giây này, ni độ bằng 0 này, có xu hướng tăng dần lên này. Đi dần lan biên này, được chưa? Thế tại thời điểm 3 giây. Đây, là hai thời điểm gặp nhau đây. Được chưa? Đi từ đây đến đây mất 0,5 giây. Từ 2,5 đến 3 là 0,5 giây. 0,5 giây tức là bao nhiêu? Là T trên 6 đúng không? Là T trên 6 với góc này bằng 60 độ này. Với góc này bằng 30 độ này. Góc này bằng 30 độ này. Được chưa? Với góc này bằng 30 độ này. Bởi vì 20 độ, hai chất điểm cùng biên độ. Được chưa? Đấy, góc này bằng 60 độ. Hay nói cái khác là vật 2, chất điểm 2 sướng pha 60 độ so với chất điểm 1. Đấy. Mà tại thời điểm 3 giây thì nó hết một chu kỳ đúng không? Tức là hai vật nằm lại là trạng thái ban đầu. Vậy coi như đây chính là trạng thái ban đầu của hai vật. Vậy ta biết được phương trình dao động. Đây. X1 bằng 4 cos omega t trừ pi trên 6. X2 bằng 4 cos omega t cộng pi trên 6. Đấy. Thế phương trình khoảng cách là gì? Chính là x1 trừ x2 bằng 4 cos omega t trừ pi trên 2. Bấm máy nhá. Đây kiểm tra này. Trừ 60 à trừ 30 này, trừ 30 tiếp này. Bằng 4 góc âm 90, được chưa? Thế 4 góc âm 90 là phương trình của khoảng cách. Thế ta nhìn vào đây này. Âm 90 là vị trí này đúng không? Thế đâu quay. Một chu kỳ thì có 4 lần. Khoảng cách giao sẽ điểm là 2 cm. Đấy, 4 lần. Vậy là 17 chu kỳ sẽ có 68 lần. Một lần nữa là mất đi đến đây, mất T trên 12. Vậy tính là 51,25 giây. Đáp án D nhá. Kết thúc.